Tiếp theo các chuyến đò chúng ta sẽ có một cái cô gái. Đây là sơn thật nha, nên các bạn muốn làm cho giày nó tung tóe vào dạng sơn hay cái gì dạng sơn thì bạn cũng phải có cái hình này. Ok, chúng ta sẽ chọn cô gái này. Đây ạ. Nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để cái đối tượng cô gái này sẽ phải tung tóe vào dạng sơn váy biết nữa. Thì chúng ta sẽ dùng công cụ C và crop nó này. Crop rộng ra để làm cho dễ. Nhìn này chưa? Phần thứ hai, dùng công cụ M và quét qua phần vị trí bên tay trái và dùng công cụ Shift F5. Là mình sẽ chọn là cái con dần để đắp cái hình này thì chúng ta sẽ có được cái hình bên tay trái. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm nốt bên tay phải. Được chưa? Đó, can chuẩn đề để chất kiểu màu nước này kệ. Rồi, chọn vào đây. Chúng ta là Shift F5, chúng ta chọn vào đây. Để lấy cái phần nền rộng ra, còn nhiệm vụ của chúng ta đã có hình này. Nên sau này mọi người đi kiếm những cái sơn này là kiếm trên mạng. Kiếm nước trên mạng đều là cái này. V này. Không có cái bút nào vẽ được nhanh nhá. Hiểu chưa? Ngoài cái bút vườn đây. Chúng ta cầm sang đây và chúng ta chọn vào đây. Nào, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ctrl T và thu nhỏ cái hình này này. Xoay cái này ra, đặt nó vào đúng vị trí. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta như thế này. Thu nhỏ lại. Đây, nó tung tóe dạng này có được không? Thu nhỏ lại tí nữa. Này nhá. Được chưa? Enter. Và thấy là khá hợp lý rồi, bắt đầu từ cái này như thế này nhỉ. Chúng ta mới làm một cái thao tác đó nào. Ctrl U, mọi người còn nhớ Ctrl U không ạ? Chúng ta ngồi chúng ta chỉnh một tí. Là phớt hồng, nó giống như một tím ấy. Thôi mình chỉnh một tí để nó giống như cái màu áo của cô gái. Đó, sau khi làm xong thì mình nhấn OK thì mình đã có được cái màu này và cái áo cô gái rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để gọi là vẽ thêm hình này ra. Thì cách vẽ thì người ta sẽ có một cái công cụ, đó là công cụ bút. Bút đấy là bút số 4. Và chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút thường. Nhìn không ạ? Giai đoạn đầu là chúng ta sẽ dùng chặn bút. Có nghĩa là vẽ trực tiếp từ cái đối tượng màu nó có sẵn. Có nghĩa là có màu sẵn bao nhiêu thì giống như hôm trước chúng ta vẽ cái chân dung ấy. Nhưng bây giờ ngoài ra thì người ta có một cái thứ hai, đó là dùng màu từ bên ngoài. Dùng màu từ bên ngoài. Thế nhìn không ạ? Thì chúng ta cầm này, nhìn này. Để muốn dùng từ màu bên ngoài, chúng ta dùng phím gì? Y ngắn chỉ thẳng vào vị trí màu này. Nhìn các bạn, chọn màu này. Chọn cái màu này nhé. Sau đó dùng bút B này, chúng ta tô này. Sẽ vẽ vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Y ngắn tôi sẽ chỉ vào đây. B tôi chỉ vào đây cho nó đậm. Ok. Tiếp theo, y ngắn tôi chỉ vào đây là độ sáng của cái màu. Và tôi dùng bút B và tôi tô. Tôi thu nhỏ lại, tôi tô này, nhìn này. Các bạn có nhìn thấy cái đường gân nó chạy như này không ạ? Như này chưa? Cái này là chuyên gia để vẽ hoạt hình đấy chứ. Em vẽ là do cái này đấy. Rồi tiếp theo, cái này tôi thấy là khá thích rồi. Như này chưa? Y ngắn tôi sẽ chỉ vào đây. B. Nhưng mà y ngắn này tôi được quyền chọn đậm hơn một tí nữa để làm gì? Để tôi sẽ chọn cái đầu bút tôi vẽ như này. Em có nhìn thấy đoạn này có khối không ạ? Nhìn chưa? Rồi, y ngắn tôi chỉ vào đây. Nhưng lúc này tôi lại chọn vào đâu? B để tôi chọn một cái màu nó sáng hơn để làm gì? B chọn vào đây để tôi đẩy sáng giống như là khối của một cái quần áo đấy em. Rồi cho vào đây thì cái này là được rồi, cái này được rồi, tôi sẽ vẽ tiếp rồi đây. Đấy, doa qua đây là màu tiền thân của đối tượng này. Cho cái đầu bút nó to lên một tí nữa để mình doa cho nó dễ hơn, để nó cho nó có sự đồng bộ. Mọi người nhìn thấy chỗ này chưa? Nếu cảm giác mà chưa tự nhiên lắm, y ngắn tiếp theo một lần nữa chọn vào đây. Nhìn không ạ? Cho cái màu sắc B cho nó sáng một độ nữa. Và lúc này B đến đây thì chúng ta thu nhỏ đầu bút lại để chúng ta vẽ cho kỹ hơn. Đây. Đây tôi đẩy sáng này. Tiếp theo tôi sẽ cho nó sáng một tí nữa. Đầu bút cho nhỏ lại. Nhìn này không ạ? Nhìn này bút này.
À, phần này tôi đẩy thêm một tí trắng. Nhìn thấy trắng chỗ này chưa? Nhìn, em có thấy là nhân sáng đấy. Nhân sáng nhưng mà bảo thấy chỗ này nó không được đẹp lắm, nó cứng quá. Ok, vậy thì mới chơi trò làm sao tắt bỏ cái bút bên ngoài đi. Đây là màu có sẵn rồi, bây giờ trở thành màu có sẵn rồi đúng không? Nên tôi được quyền sao chọn này doa qua được không ạ? À? Cho đầu bút nó to lên một tí nữa nhìn nhá. Doa này. Nhìn này, bút này. Em thấy mềm lại chưa? Hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là mình bút hai đầu nó tự mềm với nhau. Đó, sau khi làm xong thì đến phần này tiếp theo. Thì trước khi làm thì thầy bắt đầu mới làm cái thao tác là thầy phải thu nhỏ lại. Mọi người có nhìn lên thư nhỏ lại làm gì không ạ? Để tôi cắt riêng cái tay này để tôi nhân bản lên cho nó phía trên. Còn cái váy là đằng sau thì mới lừa được người khác là tôi đang vẽ. Nó giống như sơn chảy ra nhưng mà bản chất em thấy cái váy của tao ạ. Em ghép cái sơn vào nó cũng thế. Sau này có những người mà nhảy lên chơi bóng rổ ấy mà nước này nó phải ghép nước thật. Nó có những miếng nước thật nhá, chứ không có bút đâu. Bởi vì những cái dòng sơn này chắc chắn là bạn phải là sơn thật. Đó. Tôi sẽ chọn vào công cụ pen. Và tất nhiên là tôi phải đồ tới đây rồi. Đấy, sau này em muốn làm sô-cô-la, trái tim chảy theo dạng sơn, tung tuyến theo dạng sơn thì cái này nó làm được hết. Nhưng với điều kiện phải đi kiếm những cái sơn chảy như này. Có những cái thì miễn phí, còn những cái mà nó bán trên mạng. Nếu mình không lấy được trên mạng thì mình đi xin. Đồng ý không ạ? Đấy, thoải mái đoạn này nhá, được chưa? Nhưng đến đoạn tay này này cần phải chuẩn xác hơn. Đây. Đến nách rồi. Được chưa? Rồi, đến đây rồi. Thì các bạn có đồng ý với tôi là Ctrl Enter. Tôi chọn là lớp gốc rồi lớn và Ctrl Z thì tôi có cái cánh tay rồi. Cho nên chiến tôi cùng thôi. Có thêm váy à? Nhìn này chưa? Lúc này tôi chọn vào đối tượng này và đẩy 100% lên. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Sau khi đã đến đây, bắt đầu tôi sẽ về vần khối, cảm giác cái chỗ này nó tối lại. Nên tôi phải chọn vào B, lại chọn bút bên ngoài, Y ngắn, chỉ thẳng vào đây. Ví dụ chọn vào đây nhá, nhìn lên chưa? B này. Nhìn nhá, các bạn sẽ thấy tôi sẽ tô đây. Các bạn có thấy nó tối dần không ạ? Em đẩy không gian này. Em nhìn này chưa? Rồi, Y ngắn, chỉ thẳng vào đây, dùng B đẩy cho nó cái phần rìa này. Cho nên đậm hơn chưa? Nhìn này chưa? Rồi, Y ngắn lại chỉ vào khu vực sáng nhất của cái này. Để làm gì? B vờn thêm phía khối. Em yên tâm vẽ váy này cực kỳ chuẩn luôn. Nên là em biết là có những cái sản phẩm mà em biết có những cái cô gái mà nước nó chảy vào người mà tại sao cô gái phải nộ toàn bộ cái phần bên trong của cô gái không ạ? Bởi vì bản chất là lúc ấy nó dùng hình ngoại. Nó ra đều xong nó vẽ thêm vào thì em vẽ được. Thì cảm giác cô gái là mặc váy nước nhưng bản chất cô gái là lúc đầu tiên là cô mặc quần áo thật. Cô chỉ mặc áo sát bó thôi nhưng mà bắt đầu bạn vẽ là giống như tôi đã từng vẽ cái đó rồi. Thì mới làm được những cái sản phẩm nó cầu kỳ, bảo lấy đâu ra cái sơn mà nó có thể chảy đến ngày, lấy đâu ra cái sữa này thì tí tôi cho bạn xem là những cái bọn nước ngoài nó sẽ làm vào đâu. Ok, tôi tích vào đây, Y ngắn này, chúng ta chỉ vào cái màu này và B chúng ta sẽ chọn vào đây và vuốt này một vài cái để cho nó đậm lên. Đấy, nó chỉ là vấn đề, em nhìn lên nó chỉ vấn đề là vần khối thôi. Rồi, đến đây thì các bạn có đồng ý tôi là Y ngắn tôi chỉ vào đây, B tôi sẽ chọn vào đây tôi vuốt này. Đây tôi sẽ làm nhảy đúng không? Rồi, Y ngắn, lúc này tôi không chọn bên này nữa mà tôi chọn này. B sẽ vuốt lên nhảy đúng không ạ? Thấy chưa? Để làm gì? Để tôi đánh cho nó cái tan cái này vào đây. Ok, Y ngắn, nếu mà bạn nào kỹ chọn vào đây, B lại tích vào đây, vẽ xuống. Y ngắn chọn vào đây, lại B lại chọn vẽ xuống nhảy thì có phải bạn nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, Y ngắn chọn vào đây. Rồi, Y ngắn, bây giờ tôi chọn màu đậm hơn để tôi vuốt ngược lại. Nhìn này chưa? Rồi, Y ngắn chọn vào đây. B chọn vào đây. Vuốt cho nó đẹp hơn. Rồi, Y ngắn chọn vào đây. B vuốt ngược lại.
để mình đánh những cái khối nó khác biệt. Rồi y ngắn chỗ đây. Nhìn này. Nhìn này, vẽ để nó chuyển giao giống như vào áo thật đấy em. Rồi y ngắn chỗ đây. Rồi y ngắn chọc vào đây. B. Rồi y ngắn chọc vào đây. Ngược lại. Em sẽ mất cái cảm giác này. Đây là một cái áo. Như này chưa? Rồi đoạn này đang thấy không ổn lắm này, tắt bỏ cái này đi. Có phải dùng màu tiền thân không? Mà dùng màu tiền thân mới được quyền là vuốt, vuốt cho nó chỉ mê vào nền, bởi vì nó sẽ dùng màu để nhuyễn vào nhau. Nhìn này chưa? Ok, chọn đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Cho nó mềm hơn cái phần này của tôi đi. Nhìn này, ra qua để lấy hết màu này đi. Em nhìn này chưa? Thì đây cũng chỉ là một cái cách thức để cho một cô gái mà có thể mặc thêm váy, mặc thêm sơn. Các bạn đã nhìn thấy rất nhiều cái poster tôi có thể ghép sơn vào đôi giày. Thì nhiều quảng cáo nước ngoài nó sẽ làm cái cách này. Các bạn nghe chưa? Rồi phóng to cho mọi người xem. Yeah, muốn làm kỹ phần này phải tối phần này đi nữa là ổn đúng không em? Đồng ý chưa? Nhưng bản chất của chúng ta là gì? Tắt bỏ cái này đi, nó chỉ có đây cái thôi. Vẽ thêm, nó là cái này. Tiếp theo, cửa sổ E cho các bạn xem một số cái chọn vào của em. À, chúng ta chọn vào thư viện này. Chúng ta sẽ chọn vào poster. Đây ạ. À, chia sẻ cho mọi người biết đây là một cái ảnh. Nó sẽ đem lại cái giá trị và ấn tượng cho các bạn. Bản chất nha, cô gái này là không có hở đâu nha. Nhưng khi mà em doa hết rồi, bắt đầu em áp sữa vào, bắt đầu em mới gợi vẽ lên, thì cảm giác những người giống cô gái là không có mặc gì. Chứ còn bản chất là cô gái là mặc hết đấy. Nha. Thì người ta mới làm ra những cái ấn tượng được. Vậy thì cái sữa đấy người ta phải ghép từng miếng một đấy. Những đoạn này phải ghép từng miếng cho các bạn xem. Nó rất nhiều những cái em làm nó phải ấn tượng này. Cái này thì dễ rồi. Em thấy cô gái mặc váy trắng không? Ghép thêm đoạn sữa vào. Cảm giác nó giống như có cánh không? Tôi vậy thì tại sao tôi không đi kiếm một cái sữa trên mạng tôi có thể làm cho tôi có cánh được ạ? Nhưng với điều kiện là nếu mấy tôi mặc đồ trắng thì nó có hợp lý không? Nó cực kỳ hợp lý. Đấy là tại sao mà người ta có thể ghép một cái cánh của con chim vào cô gái được bằng Photoshop. Thì đây là giá trị là vẽ thêm nhá. Em nhớ này, phải vẽ thêm nhá. Và có những cái phần nữa là đây, cửa sổ em. Về nhà sau này chúng ta phải làm rất nhiều thứ mà thực sự là muốn kinh khủng hay không thì nó vẫn phải tùy thuộc sức của bạn thôi. À, tôi sẽ có một cái Photoshop. Đây. Đây là một cái hình ảnh cho chia sẻ cho mọi người biết. Đây là một cái mà làm ở trong nhà xuất bản. Thì các bác các chú của chúng ta hồi xưa đấy thì không còn cái ảnh nguyên gốc nữa, mà chỉ còn cái ảnh qua chụp thôi hoặc là đi scan. Thì em sẽ thấy là đấy, ảnh nó nặng quá như này mà em thấy bật từ nãy giờ còn chưa lên. Gọi đi scan ảnh rất là lớn bởi vì chấm tờ đam. Thì làm thế nào để cái chỉnh nét rồi nhưng mà mỗi tuổi cái mắt thì nó bị mờ đây ạ. Đấy, cái này thì các bạn về nhà đây. Đây, em bảo mắt như này. Tôi hỏi các bạn là các bạn có vẽ thêm không ạ? Phải vẽ thêm bằng cái bút đấy đúng không? Vậy thì chỗ này, vậy thì chúng ta có sửa vào hình họa không? Thì chắc chắn cái này phải dính hình họa rồi. Vẽ thêm mắt để cho nó rõ mà, vẽ thêm mũi để làm gì cho rõ lên. Vậy thì muốn mờ hay rõ thì nó phải sinh ra cái layer. Để vẽ trên opacity bao nhiêu mà. Chứ không phải tôi vẽ phát trực tiếp trên ảnh nhá. Còn nếu mà em có Wacom thì yên tâm một điều rằng là cái này nó cực kỳ thích. Em có bao nhiêu loại đầu bút thì cái này nó sẽ có giúp cho em điều đấy được. Nó hơn hẳn so với đầu bút hồi xưa nhá. Nó trộn giữa hai giá trị nét với nhau. Cái này vẽ copy rất tốt luôn. Đây, em nhìn này. Đấy, mờ tịt như này. Thì tất nhiên là em phải dùng y ngắn lên chị vào đây. B. Bút đầu bút thì bao giờ phải là nhỏ rồi. Nhớ thì em vẽ này. Đầu tiên là mình phải đi đầu bút từ bên ngoài này, bỏ cái này đi, chọn vào bút ngày nhá. Nhìn này. Ví dụ nhỉ, đúng không? Phần thứ hai vẽ con người, y ngắn chỉ vào đây. B.
B chỉ vào đây. Hiểu cái này chưa? Rồi chọn vào đây. Đoạn này nếu hơi rõ thì phải lập ra một layer mới vào vẽ nhanh. Để làm gì? Để giảm cái độ này đi, nó chỉ hơi rõ thôi. Nhìn nào, bắt đầu có mí mắt thứ hai không? Chuột phải chọn vào đây. Tất nhiên bút này không phải chuyên dụng nha em nhá. Nhìn thấy chưa? Chọn vào đây. Để vẽ tí mí mắt nữa cho nó. Đây em nhìn này. Nhìn thấy mắt chưa? Mắt bên này rõ mắt bên này. Hiểu cách sự vẽ thêm chưa? Nên là tại sao mà chúng ta, nếu mà chúng ta là có khả năng về vẽ, đó là một điểm cộng cho các bạn để làm phục chế, đúng không? À, vậy thì với cái này thì tôi hỏi bạn nhé, sau này chúng ta có thể tạo ra những cái đầu bút với lông mày đúng không ạ? Nên trên mạng search đầu bút với tóc và lông mày, vẩy 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 một tí bắt có lông mày luôn. Chứ làm gì ngồi từ tỉa từng cái, tỉa từng cái là đấy, giống như tôi không có, từ nãy giờ tôi mới ngồi tôi tỉa này này, được chưa? Nhìn này, em ngồi em gẩy ra như này, em muốn gẩy nhanh nhá. Em biết tạo ra đầu bút mà, và có thể là tạo ra bút là ngẫu nhiên nhiều chỗ mà vẩy một phát như này có phải ra được 4 đầu cái không? Đấy, nhìn này. Đây. Mà em yên tâm, em đánh cái này một lúc sau đó nó lên màu. Đấy, ví dụ như này. Đấy, sau đó với phần mũi. Tôi không biết nhà nhưng mà tôi dựng hình họa thì chắc chắn như này chẳng hạn, đúng không? Lại phải đánh từng khối, chỗ này là phải có khối, ok, chọn vào đây. Lông mày, chân dung, các kiểu môi, chưa nói răng. Vậy răng có ai vẽ trực tiếp không? Vậy tôi mới chia sẻ là đi kiếm răng đó. Người lớn tuổi đang cười, cắt cái răng đấy nhét vào xong rồi chỉnh làm sao cho nó tối. Mình làm đừng bao giờ làm cái gì mà nó quá là vẽ làm sao ra ánh sáng nó đập vào răng. Phương pháp chúng ta học là học phương pháp chứ không phải là học theo kiểu hơi nông dân là cái gì cũng phải cày đầu. Tôi không thích điều đó. Tôi thích là cái gì làm nó đơn giản hơn. Đây, môi. Môi thì có thể nhá. Nhìn nào. Em sẽ chọn được điều đấy. Nhưng cái này này, đây là một trường hợp hay bắt gặp ở nhà xuất bản. In bác mỹ nhưng mà bác mỹ phải nét. Bây giờ lấy đâu ra cái ảnh nét bây giờ? Chẳng nhẽ anh ngày xưa tôi chịu à? Và em nhớ bây giờ rằng cái dịch vụ này cũng có rất nhiều người, nhiều tuổi, nhiều tiền có thể thuê các bạn được. Ví dụ như là ảnh từ đời cụ của mình. Nhưng mà cái bạn đấy bạn muốn là làm cái ảnh thờ cho chính cái cụ của mình. Nhưng mà ảnh ngày xưa không còn nữa thì tôi phải thuê là hiệu ảnh. Lấy đâu ra là làm cho nó nét lên. Bởi vì bản chất làm một cái ảnh nét từ mờ đến rõ thì là rất ít. Bởi vì nếu là ảnh gốc mà mờ thì không bao giờ làm được. Nhưng nếu mà chúng ta biết vẽ thì chúng ta có thể vẽ thêm thì nó vẫn cải thiện được rất là nhiều và người ta vẫn chấp nhận. Còn hơn là không có. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, về nhà làm nhá. Đấy thì hôm nay tôi đã trình bày cho bạn xong cái này. Nhìn thấy này chưa? Nhìn này chưa? Nó khá ấn tượng. Đây, cửa sổ e cho các bạn xem một cái nữa. Đó là tôi sẽ chọn vào e, tôi chọn vào đề thi. À, chúng ta sẽ kéo xuống. Trong đây có một cái bài mà tôi hồi xưa các bạn mới làm về cái đôi giày. Hy vọng rằng nó vẫn còn ở đây. À, mọi người em biết cái chiêu thức này không? À, nếu mà chúng ta kiếm một cái ảnh con gấu mà nó không sắc nét được đúng không? Biến thành màu nước giống như mặt chân dung hôm nọ mình làm ấy. Vẽ thêm vào thì có phải hộp sơn thì ngon rồi. Hộp sơn là người ta chụp mà. Nhưng mà mình không kiếm được ảnh con gấu sắc nét thì ok, tôi tìm con gấu là vẽ ông tay. Có sao đâu, đây. Kéo xuống một tí nữa. Đâu rồi? Thực ra làm xong cái đống này thì cũng không phải là kinh khủng lắm. Đây à, cái này là kiếm cô gái có cái váy đúng không? Hốt thì vẽ thêm vào cho váy cô uốn lượn lên được không ạ? Nhá, phải dùng cái bút đấy thì mới vẽ được cái này. Nhưng mà người ta tạo ra cảm hứng thôi. Tiếp theo. Lần đầu tiên mình nghe được cái bài này đấy.
Tiếp theo. Đâu rồi nhỉ? Ô, chẳng nhẽ này không có à? Dày ở đây quá rồi. Thì lại một lần nữa xem có không nhá, cho bạn xem. Đây, đây là ghép cái sơn vàng, nhìn sơn vàng sơn trắng chưa, quảng cáo cho giày. Nhưng cũng là cái quảng cáo cho giày đấy, thì ở dưới thì mình đã có quảng cáo theo nước. Có nghĩa là em vuốt cái đuôi giày nó dài ra, sau chọn cái nước nó tích vào phát thì nó sẽ được ra cái này. Hiểu cái này chưa? Ok, thì đây chỉ là cái cách tạo hình thôi, nhưng mà làm sản phẩm như này thì người ta cũng thấy nó ấn tượng. Nó không ấn tượng đối với chúng ta với nhau nhá, nhưng lại ấn tượng đối với người ngoài. Các bạn thì cái váy mà tôi uốn lượn ra và tôi cho nó chạy vẽ thêm được không? Thì đấy là việc của mình nhá. Ok, chúng ta tạm dừng.